Thống nhất toàn cầu, cùng nhau cứu sinh mạng. Ngày 3 tháng 10 năm 2009, Hồng Kông. Phần 2. Vị khách danh dự kế tiếp là ông Phùng Chi Quốc, một nhà tu Thiên Chúa giáo và là người trường chay. Mục sư Phùng xin mời. Hoan nghênh cha. Kính chào vô thượng sư, cha khỏe không? Dạ khỏe, cảm ơn Ngài rất nhiều. Những bài giảng của Ngài về hỏa tinh và kim tinh tiết lộ rằng hai hành tinh này đã trải qua khủng hoảng hâm nóng toàn cầu, tương tự như những gì chúng ta đối diện hiện giờ, nhưng họ đã không phản ứng kịp thời để cứu hành tinh của họ. Kết quả cuối cùng là sự tận diệt, do đó biến thành hoang tàn và cằn cỗi như thế. Người địa cầu chúng ta hiện đối diện cùng khủng hoảng hâm nóng hỗn loạn. Nếu không xử trí với nỗ lực chung, chúng ta cuối cùng có bị giống hỏa tinh và kim tinh không? Cảm ơn Ngài. Cảm ơn cha về câu hỏi vô cùng quan trọng này. Cảm ơn cha đến với chúng tôi và là một mục sư quan tâm, từ ái như cha. Đúng, thưa mục sư Phùng. Ta e rằng đúng như vậy. Theo lời của các khoa học gia về hành tinh, thì hỏa tinh và kim tinh có lẽ giống như địa cầu vào thời kỳ đầu. Họ có một bầu không khí dễ chịu, nhiệt độ ấm áp, đại dương và rất nhiều nước. Có bằng chứng cho thấy cả hai hành tinh đã trải qua khí hậu thay đổi khắc nghiệt. Do đó, ngày nay chúng ta thấy bề mặt hỏa tinh trông như đã từng có đại dương, núi non và sông ngòi in khắc vào hành tinh. Mặc dù hầu như không còn lại không khí sống nào cả. Và kim tinh ngày nay trông như tích tụ quá nhiều những yếu tố phá hoại do hiệu ứng khí nhà kính vượt ngoài vòng kiểm soát. Những khí này vẫn giữ lại trên kim tinh ở nhiệt độ không chịu nổi. Không chúng sinh nào sống được trên đó. Không có chúng sinh vật chất. Nhưng tôi biết rằng có những chúng sinh vô hình không dễ chịu sống trên kim tinh hiện giờ. Chúng ta không muốn đến đó. Thậm chí chúng ta không muốn biết họ. Họ là những chúng sinh vô cùng khó chịu. Bản chất và hành vi của họ thì quá hung ác đối với con người chúng ta. Để cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với họ, cho nên dựa vào nghiên cứu trường hợp khí hậu thay đổi ở các hành tinh khác, chúng ta nói về bằng chứng khoa học bây giờ. Các nhà thiên văn lo ngại rằng địa cầu chúng ta có thể trở thành giống như hỏa tinh hoặc kim tinh. Tiến sĩ David Greenspoon, một trong các khoa học gia làm việc trong dự án kim tinh tốc hành với cơ quan không gian Âu Châu, thậm chí nói rằng chúng ta nên học từ những thí dụ của các hành tinh khác này để được thông minh hơn và đừng ỷ lại rằng địa cầu chúng ta đã có một bầu khí quyển ổn định có thể sống được nếu so sánh và rằng nó sẽ tồn tại mãi nếu chúng ta không chăm sóc nó. Bây giờ các khoa học gia cũng nói rất có thể đã có lần từng có sự sống trên hỏa tinh và kim tinh qua thiền định và kiến thức nội tại và đồng thời qua kiến thức của chúng sinh ở hành tinh cao đẳng hơn. Tôi đã có thể liên lạc với người trên hỏa tinh. Tổ tiên của họ là những người đã sống sót trong đại họa hâm nóng toàn cầu. Họ tử tế cho phép chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm quá khứ bi thảm và bài học đau đớn của họ với người địa cầu, rằng chính việc ăn thịt, những thói quen không thú vị khác của họ, ngành chăn nuôi thải ra quá nhiều khí nóng và độc hại, đã khởi động sự phóng thải những khí nhà kính khác từ những kho dự trữ khổng lồ dưới đất và đại dương. Kim tinh cũng trải qua sự việc tương tự. Người ở đó giết thú vật để làm thực phẩm và thiếu lòng từ bi. Những hoạt động bất nhân và cực đoan của họ dẫn đến khủng hoảng khí hậu. Một khi kho phước báo của họ đã cạn kiệt. Cho nên, một cách bi thảm, đại đa số người trên hỏa tinh
và mọi người trên kim tinh bị tiêu diệt trong thời gian ngắn. Cùng với sự sống của thú vật và thực vật, một lịch sử rất đáng buồn. Địa cầu cũng đang đối diện với định mệnh tương tự rất sớm. Tôi e ngại nói vậy, nhưng phải nói. Nếu không ngừng sản xuất và tiêu thụ thịt, chúng ta sẽ đối diện tình trạng tương tự như hỏa tinh hay kim tinh. Hiện tại có một nguy cơ là những loại khí hiện thời sẽ khởi động càng nhiều khí trong số lượng khổng lồ mà không thể ngăn chặn nữa nếu chúng ta không khởi sự bây giờ. Thời gian sắp hết. Có những lượng khí khổng lồ vừa độc hại vừa dễ nổ, như là dưới lớp hàn băng. Điều này đã xảy ra ở nhiều nơi trên địa cầu. Như quý vị có thể biết rõ qua những tường trình của truyền thông hoặc khoa học. Hiện giờ, khí thoát ra rồi và gây hâm nóng thêm, thậm chí khiến cho càng nhiều khí thoát ra nữa. Đây giống như vòng lẩn quẩn. Họ thậm chí gọi điều này là vòng phản hồi lẩn quẩn, gọi là bom khí hậu nổ chậm. Điều đó đã xảy ra trên hỏa tinh và kim tinh. Tôi cầu nguyện việc đó sẽ không xảy ra trên địa cầu. Tôi cầu nguyện ngày đêm. Xin Cha toàn năng, xin chư Phật mười phương, tất cả thiên nhân, xin giúp chúng tôi thức tỉnh mọi người trên địa cầu kịp lúc, để nhận thức sự nguy hiểm mà chúng ta đang đối diện, để nhận thức rằng chúng ta thật sự sắp hết thời gian. Chúng ta hết thời gian rồi, phải tỉnh dậy sớm, phải có sự hy sinh và những thay đổi nhỏ. Tôi có nhiều hy vọng, tôi có một cảm giác lạc quan rằng điều đó sẽ không xảy ra trên địa cầu, nhưng chúng ta phải làm việc, không thể ngồi đó chờ phép lạ xảy ra. Thượng Đế cần chúng ta đại diện cho Ngài trong sự từ bi, trong lòng khoan dung, trong cách chúng ta sống cuộc đời thánh thiện, xứng đáng là con của Thượng Đế. Nếu tất cả chúng ta ăn thuần chay, sống cuộc đời đạo đức, từ bi, đại họa sẽ không xảy ra. Vẫn chưa quá muộn. Vẫn còn nhiều hy vọng. Địa cầu sẽ không đi theo số mệnh của hỏa tinh và kim tinh. Thay vì vậy, sẽ được cứu và phát triển mạnh khắp nơi. Xin Cha hãy giúp chúng tôi. Cha phong. Cha cũng có quyền lực, quen biết nhiều người, và giúp chúng ta và tất cả những người trên địa cầu. Xin cầu nguyện với chúng tôi và giúp chúng tôi phổ biến thông điệp khẩn cấp. Ăn thuần chay để mạng sống được tha. Và địa cầu quý báu sẽ lấy lại được sự quân bình. Và Thượng Đế tánh của chúng ta được bảo tồn mãi mãi, làm vui thiên đàng. Cảm ơn Cha đã đến dự với chúng tôi. Cảm ơn sự giá trị của Cha. Xin cảm tạ vô thượng sư. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Mục Sư. Vậy với nỗ lực của mình, chúng ta hy vọng sẽ không thấy bom khí hậu nổ chậm trên địa cầu. Thưa Sư Phụ, bây giờ chúng ta có một bé gái 7 tuổi tên là Andrea Au. Xin được phép hỏi vài câu. Kính chào Sư Phụ Thanh Hải. Chào em. Con là người chủ trương ủng hộ môi sinh. Con luôn luôn cố gắng với mẹ để tiết kiệm điện ở nhà. Và con thích tái chế trong đời sống hàng ngày. Vì con biết địa cầu đang bệnh do quá nhiều hoạt động của con người. Và con muốn làm ngôi nhà duy nhất của mình được thoải mái. Để chúng ta có thể tiếp tục sống hạnh phúc và hòa hợp ngày qua ngày. Kính thưa Sư Phụ, có người nói rằng thực phẩm tốt cho địa cầu là chắc chắn tốt cho con người. Bởi vì con người và thiên nhiên là một tổng thể. Xin Ngài nói cho chúng con biết thêm về điều này.
Bé gái ngoan. Anh đi ra, bé ngoan, ngoan lắm, tấm gương tốt. Tôi tin cậy vào em để cứu địa cầu. Em và mẹ em, cảm ơn rất nhiều đã giúp đỡ. Và nhân tiện, em thật xinh đẹp. Em rất xinh đẹp, thật thông minh và đẹp. Cảm ơn em về câu hỏi thông minh. Những gì em nói hoàn toàn đúng. Thực phẩm chúng ta ăn, nếu là hài hòa nhất với mẹ thiên nhiên, cũng tốt cho sức khỏe và tâm linh của con người. Bởi vì chúng ta đều là một, câu thông với nhau. Là một với thiên nhiên đơn giản có nghĩa là nếu thấy người bạn đau khổ, chúng ta cũng cảm thấy buồn. Nếu làm bạn thú đau đớn, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận và đau khổ. Cho dù đôi khi chúng ta không ý thức sự đau khổ, nhưng dù gì, nó vẫn sẽ đến. Do đó, tất cả những vị thầy có trí huệ trong quá khứ bảo chúng ta đừng hại người khác nếu chúng ta không muốn bị hại. Như Khổng Tử nói, kỹ sợ bất dục, vật thi ư nhân, đừng làm cho người khác những gì mình không muốn cho mình. Vậy loại thực phẩm gì tốt nhất cho môi sinh và tốt nhất cho con người? Đó là thuần chay hữu cơ. Hữu cơ bởi vì chúng ta không muốn xịt những hóa chất có hại khắp mọi nơi và chảy vào dòng nước của chúng ta, làm độc sông ngòi, đất đai và mọi sinh vật. Cũng làm con người bị bệnh nữa. Tương tự, chúng ta không muốn sát sanh và làm hại các bạn thú. Vì vậy, chúng ta nên chọn thực phẩm thuần chay. Đây có nghĩa là không thịt hoặc không sản phẩm bơ sữa để không thú vật nào phải chết hoặc đau đớn cho mình sống. Không cần thiết chút nào. Chúng ta có dồi dào thực phẩm và dinh dưỡng từ thế giới thực vật. Đồng thời hữu cơ, bởi vì trồng trọt hữu cơ sẽ hấp thụ lượng kháng khí khổng lồ đã hiện hữu trong không khí, từ đó làm nguội địa cầu. Đồng thời, ăn thịt gây ra rất nhiều ô nhiễm cho mẹ địa cầu. Đây là tường trình của Liên Hiệp Quốc. Lĩnh vực chăn nuôi xuất hiện như một trong hai hoặc ba yếu tố đáng kể nhất vào những vấn đề môi sinh nghiêm trọng nhất ở mọi mức độ từ địa phương đến toàn cầu. Gần đây, khoa học gia đã báo cáo rằng thịt đóng góp nhiều hơn 50% lượng khí nhà kính. Điều này rất nguy hiểm cho sự sinh tồn của địa cầu. Nếu chúng ta nhân số thú vật quá nhiều và liên tục, như vậy, riêng phân thải của thú vật cũng tạo ra nhiều núi ô nhiễm khổng lồ. Chẳng hạn, một xưởng chăn nuôi với 5.000 heo sẽ sản xuất cùng lượng phân thải bằng cả một thị trấn 20.000 người. Anh này ra, em hãy tưởng tượng. Một trại nuôi bò sữa với 2.500 con sẽ sản xuất nhiều phân thải bằng cả một thành phố 411.000 người. Do đó, chúng ta có lẽ thắc mắc tất cả phân thải này đi đâu? Vấn đề là phân chứa đầy vi khuẩn hầu như không bao giờ được xử lý và nó quá nhiều để cho đất hấp thụ, cho nên nó chảy vào nước uống của chúng ta, làm ô nhiễm không khí và nhiễm vụ mùa thực phẩm với vi khuẩn chết người như E. coli và Salmonella. Đó là lý do quý vị gần đây nghe nói thậm chí cà chua, trái cây vô hại mà chúng ta dùng làm xà lách, thậm chí bị nhiễm vi khuẩn. Cho nên điều này khiến sản phẩm động vật là sát thủ trên địa cầu chúng ta. Thực phẩm tốt nhất đó là thuần chay hữu cơ, thân thiện sinh thái, từ bi, không tàn ác. Cảm ơn Anara đã quan tâm về địa cầu ở tuổi trẻ của em. Tôi rất hãnh diện về em. Bây giờ, nếu em cộng thêm thuần chay hữu cơ vào, thì em thật sự là một anh thư của địa cầu, cứu mạng sống.
là một tấm gương sáng và là người bạn tốt nhất của thú vật mà em vô cùng thương mến họ. Cảm ơn em, Thượng Đế gia trì em và mẹ em. Xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn em Nara dễ thương. Thật ra Nara là một bé gái 7 tuổi, nhưng em biết rất nhiều ngôn ngữ. Và em là một bé gái rất thông minh. Đúng vậy, tôi nghĩ em biết tiếng Tây Ban Nha, phải vậy không? Dạ phải. Phải, hay quá, giỏi lắm, bé gái rất thông minh. Em thật xinh đẹp. Vị khách danh dự kế tiếp của chúng ta là bà Rosina. Bà là người ăn chay và là người giao tiếp với thú vật và sáng lập viên của thú vật nói. Kính chào ngài. Thật ra tôi ăn thuần chay. Chào bà. Thuần chay, hoan nghênh. Vâng, mình không thể nói chuyện với thú vật và rồi giết thú vật hoặc làm họ đau khổ, cho nên mình phải vẹn toàn. Đúng đúng. Câu hỏi của tôi trình ngài thưa sư phụ, rất đơn giản. Nô lệ con người đã được bãi bỏ cách đây trên 150 năm. Làm sao chúng ta chấm dứt được nô lệ thú vật bây giờ? Phải, thưa bà, tôi cũng hỏi cùng câu hỏi nhiều lần. Nhân tiện dành cho cử tọa đó, chị giải thích một chút. Khi bà nói rằng bà người thuần chay thay vì trường chay, có một chút khác biệt. Trước đây tôi không hề biết sự khác biệt đó. Tôi nghĩ ăn chay là ăn chay. Nhưng thật ra bởi vì nhiều người biến trường chay thành ăn chay không tinh khiết. Nhưng một số người nói rằng họ ăn chay, nhưng họ nói họ ăn gà, chỉ ăn gà. Và có người nói họ ăn chay nhưng họ ăn trứng. Và có người nói họ ăn chay và họ ăn các thứ khác. Họ uống sữa, ăn phô mát, mật ong, hoặc đại khái vậy, và mặt da thú. Người thuần chay là người ăn chay tinh khiết nhất. Họ không dùng bất cứ sản phẩm động vật nào, thậm chí không dùng mật ong. Họ không uống sữa, không dùng sản phẩm bơ sữa. Không có chút dấu vết động vật nào trong thức ăn của họ. Và đó là sự khác biệt. Do đó, bà nói rằng tôi ăn thuần chay thay vì tôi ăn trường chay. Bây giờ quý vị hiểu sự khác biệt rồi. Dạ hiểu. Phải, thật thông minh. Bây giờ để trả lời câu hỏi của bà, thưa bà nói đúng. Đó là một hình thức nô lệ, phải không? Cách đối xử của chúng ta, sự đối đãi tệ của chúng ta với chúng sinh đồng loại, những thú vật vô tội, vô hại, không tự vệ được. Thật đau lòng khi nghĩ về điều này. Ngày nay chúng ta đối xử với vô số thú vật trong cùng một cách và thậm chí tệ hơn. Bởi vì họ đều đối diện sự tàn sát và cái chết tàn bạo. Ít nhất không phải tất cả nô lệ đều bị nhốt trong những chuồng nhỏ như vậy. Mà thú vật thậm chí không thể quay đầu lại trong suốt cuộc đời ngắn ngủi, khổ sở, đau đớn, dày vò của họ. Cho nên, chăn nuôi tệ hơn cả nô lệ, thưa bà. Đó là bản án tử hình đánh dấu từ khi ra đời. Toàn bộ loài chúng sinh bị xem là thấp kém hơn và gán cho danh hiệu là đồ vật để mua bán, hành hạ, gây giống, ngược đãi và thảm sát vào lúc cuối trong một cách tàn ác, biến con người chúng ta thành chúng sinh tàn ác nhất trên địa cầu. Và chúng ta không nên ở trong trình độ đó bởi vì chúng ta là con người. Chúng ta là con người, chúng ta phải nhân đạo. Chúng ta nên có lòng từ bi, tình thương và tình cảm đối với tha nhân như đó là chính mình. Hãy tự đặt mình vào địa vị của thú vật. Rồi chúng ta biết mình đang nói về điều gì. Sự sống trời ban cho họ không thuộc vào họ, mà thuộc vào người gọi là chủ nhân và cuối cùng là người tiêu thụ. Và chúng ta đã giúp tạo ra sự đau khổ của họ. Tất cả chúng ta, hoặc đa số, đến khi chúng ta thức tỉnh bởi bạn tốt nào đó, một hoàn cảnh tốt nào đó, một lời kêu gọi khẩn cấp từ đâu đó,
thì tâm từ bi của chúng ta thức tỉnh và tự nói với mình, ồ, thôi, điều đó không đúng, như vậy không đúng. Đây không phải cách tôi muốn cho thú vật của chúng ta, cho các loài đồng cư. Không phải cách tôi muốn đối xử với chúng sinh vô hại, vô tội, không tự vệ được. Thú vật thậm chí là ân nhân của con người. Sự tương đồng mà đề cập về nô lệ thật bàng hoàng. Nhưng tệ hơn nữa, tệ hơn nô lệ. Đây là hành động tàn ác nhất mà con người chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nó hiện hữu trên địa cầu này, nhất là đã thế kỷ thứ 21 rồi. Chúng ta có quá nhiều minh sư gia trì địa cầu. Chúa Giêsu Kitô, Phật Thích Ca Mâu Ni, Tiên tri Mohammed, Minh sư Kỳ Na Giáo, Mahavira, vân vân và vân vân. Đạo sư Nanak, quý vị nêu bất cứ tên của nhà lãnh đạo và sáng lập tôn giáo nào, họ đều dạy chúng ta lòng từ bi và tình thương. Các ngài dạy chúng ta tôn trọng muôn loài như tạo vật của Thượng Đế. Vậy chúng ta làm sao chấm dứt được nô lệ thú vật? Chúng ta có thể nhìn vào lịch sử và học hỏi cách nô lệ con người được bãi bỏ thế nào. Tất cả chỉ cần một thay đổi về nhận thức, một thay đổi về tâm hồn. Giống vậy với thú vật, chúng ta phải xem thú vật là chúng sinh cao cả, quý báu, do trời ban phú. Có cảm xúc như họ thật sự có, vì họ là như vậy. Một số phẩm chất con người chúng ta thậm chí nên học hỏi từ đó. Sự trung thành của chó, sự sinh vô điều kiện của thú nuôi, khi cần phải cứu những thành viên gia đình, những người gọi là chủ nhân, họ không màng hy sinh mạng sống, sẵn sàng vui vẻ xả thân bất cứ lúc nào cho người thân yêu của họ. Nếu quý vị chỉ nhớ lại, khi quý vị xem truyền hình, có một số cảnh giải cứu lúc chúng ta có thiên tai, động đất hay gì đó phá hủy nhà cửa và nhiều người bị chôn dưới đống gạch vụn. Nhiều con chó được gửi từ những quốc gia khác nhau hoặc trong xứ đi đến đó để cứu người. Chó đi bộ, chạy bằng chân không. Và họ chạy khắp nơi mọi ngõ ngách, trên kính vỡ, trên đá nóng, dưới điều kiện nguy hiểm, chỉ để cố gắng tìm xem có người nào sống sót dưới đống gạch vụn. Họ thậm chí không nghĩ dù một giây đồng hồ về tình trạng nguy hiểm ra sao, về mạng sống của họ có thể mất đi mỗi giây phút. Họ chỉ tập trung vào sứ mạng cứu người. Con người chúng ta đôi lúc suy nghĩ lại về điều đó. Tôi xin lỗi nếu có xúc phạm ai trong quý vị. Bản thân tôi có lẽ cũng suy nghĩ lại. Trong tình trạng đó, nếu tôi muốn cứu người nào, có an toàn cho tôi để làm điều đó hay không? Nhưng loài chó, thí dụ, họ không bao giờ nghĩ, không bao giờ. Họ hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào cho chúng ta. Nếu con người nghĩ thú vật thấp kém hơn mình, thì xin quý vị nghĩ lại. Chúng ta nên tôn trọng, yêu thương, bảo vệ thú vật thay vì nghĩ họ là một thứ thấp kém hơn mình. Chỉ mới 150 năm trước đây, như bà đề cập thứ ba, nô lệ con người là chuyện thường. Thời đó người ta nghĩ rằng nô lệ là thường tình. Cho nên đa số người làm chủ một hay hai nô lệ và đối xử với họ theo cách người chủ muốn, thậm chí đóng dấu họ với sắt nóng để bảo đảm rằng mọi người nhận biết đó là nô lệ sở hữu riêng và không bị lấy đi hoặc đánh cắp hay bán lại. Đó là chuyện bình thường để làm chủ một nô lệ và đối xử với nô lệ như vậy, như một đồ vật thấp kém. Ngày nay chúng ta văn minh hơn. Tôi hy vọng, tôi nghĩ vậy. Ngày nay chiếm hữu nô lệ là tàn ác, được quốc tế công nhận là tội ác ghê gớm. Và một ngày sẽ đến khi điều đó cũng đúng cho việc chiếm hữu nô lệ và tàn sát thú vật. Nhưng tới khi đạt đến đó, chúng ta phải giống như người bãi nô và cố gắng chỉ cho người khác thấy rằng
Thú vật không phải ở đây để cho chúng ta hành hạ hay ăn thịt. Họ ở đây vì mục đích riêng, do Thượng Đế thiết kế, đáng được tự do, được tôn trọng và được sống giống như chúng ta vậy. Cũng hay kêu gọi các nhà lãnh đạo chính phủ của mình cấm hệ thống tàn ác và tai hại này. Giáo sư về luật thuần chay nổi tiếng ở Hoa Kỳ, giáo sư Gary Fanciwan, gọi đây là biện pháp bãi nô. Ông nói rằng nếu chúng ta không ủng hộ nô lệ và muốn loại trừ nô lệ, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách loại bỏ nó khỏi đời sống cá nhân của mình. Nếu chúng ta không ủng hộ nô lệ, thì chúng ta nên chọn sản phẩm không động vật. Chúng ta không ủng hộ sự tàn ác, thì chúng ta sẽ loại trừ tất cả sản phẩm động vật ra khỏi đời sống của mình. Nếu mỗi người chúng ta có lựa chọn nhân đạo này để chấm dứt nô lệ trong đời sống mình, thì chúng ta cũng có thể bãi bỏ toàn bộ hệ thống tàn ác mà khiến chúng ta thấp hơn đẳng cấp con người, làm chúng ta giống như chúng ta gọi họ là giả thú như sư tử và cọp. Nhưng sư tử và cọp chỉ ăn khi đói. Chúng ta thậm chí ăn cho vui, trên cái giá của sự đau khổ, hành hạ và tàn sát thú vật. Chúng ta gọi sư tử và cọp là giả thú, bởi vì đó là loài hoang dã, họ ăn thú vật sống, săn đuổi và ăn thú vật sống. Thế thì chúng ta phải khác với họ. Nếu chúng ta muốn tự gọi mình là con người, con cái của Thượng Đế, quý vị tưởng tượng xem, Thượng Đế có làm vậy không? Thượng Đế có xuống thế gian và giết mọi vật Ngài thấy từ trên trời đến biển sâu chỉ để cho Ngài ăn không? Thượng Đế có làm như thế? Thưa không. Nếu có một Thượng Đế, Ngài có làm điều đó không? Dạ không. Không, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cho nên lẽ ra chúng ta là con cái của Thượng Đế, con phải giống cha chứ. Nếu có một Thượng Đế mà chúng ta tin vào, hoặc có một vị Phật mà chúng ta tin tưởng xuống đây, các Ngài sẽ không bao giờ, Thượng Đế sẽ không bao giờ giết bất cứ thú vật để ăn. Thượng Đế sẽ bảo vệ họ, nuôi họ, thương yêu họ. Có phải vậy không? Thưa đúng. Đúng vậy. Đó là vị Thượng Đế mà chúng ta tưởng tượng, tôn sùng và tin cậy. Thượng Đế kiểu gì mà đi khắp nơi thấy gì ăn đó? Thế thì chúng ta cũng sẽ bỏ chạy vì sợ hãi và kinh khiếp. Nếu chúng ta là con cái của Thượng Đế, đệ tử của Đức Phật, thì con phải giống cha, đệ tử phải giống thầy. Chúng ta phải làm giống vậy. Chúng ta phải đại diện của một Thượng Đế từ bi, bác ái, yêu thương, tử tế, bảo vệ những ai yếu đuối, vô tội và vô hại. Thú vật không những là vô hại, họ vô cùng hữu ích cho chúng ta. Họ là phúc lành cho địa cầu. Họ ban cho địa cầu nhiều tình thương hơn chúng ta có thể phát ra. Do đó mà địa cầu chúng ta vẫn giữ được quân bình, không có thú vật dễ thương. Địa cầu chúng ta có lẽ đã biến mất từ lâu. Cách chúng ta đối xử địa cầu, cách chúng ta đối xử bản thân, với nhau, với chúng sinh khác, với môi trường, thì địa cầu chúng ta đã biến mất từ lâu rồi. Nhưng Thượng Đế là từ bi. Ngài gửi thêm càng nhiều thú vật, những loài khác nhau đến đây để giúp cân bằng bầu không khí phủ định của địa cầu, để được yêu thương hơn, dễ chịu đựng hơn, để địa cầu vẫn giữ được quân bình. Nhưng bây giờ quá mức rồi, quá mức cho thú vật để thậm chí giúp chúng ta với từ trường thương yêu, tử tế của họ. Vì vậy, chúng ta bây giờ xin vui lòng phải đứng lên và tự giúp mình. Đã đến lúc chúng ta phải cư xử trong một cách mà không khiến mình giống như những loài chúng ta gọi là giả thú, như sư tử và cọp chẳng hạn. Bây giờ, toàn bộ hệ thống đối xử tàn ác có thể được bãi bỏ cho thú vật, như chúng ta đã làm 150 năm trước. Nếu chúng ta thuyết phục chính mình và người khác, những ai chưa được biết, vì con người sinh ra cao quý, yêu thương và tử tế,
Chúng ta chỉ bị dẫn lạc lối, bị thông tin sai lầm. Chúng ta chỉ quá bận rộn để suy nghĩ. Cho nên nếu nói cho họ biết, cho chính mình biết về thực tế tàn ác, thực tế rất tàn ác và là một tấm gương sáng về lòng từ bi, làm người thuần chay, thì tôi tin chắc chúng ta có thể làm thói quen bi thảm, không cần thiết này biến mất mãi mãi, bãi bỏ vĩnh viễn. Và muôn loài sẽ sống trong an bình, hòa hợp, vui vẻ, không sợ hãi lẫn nhau. Cảm ơn bà rất nhiều. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn câu trả lời nhân từ của Ngài. Cảm ơn bà Rosina. Chúng tôi xin mời vị khách danh dự kế, cô Betsy Boone. Cô là nhà phân tích hệ thống và cũng là người ăn chay. Hoan nghênh cô Betsy. Xin cảm ơn Thanh Hải, Phu Thiền Sư và hội đã cho tôi cơ hội để đặt câu hỏi. Câu hỏi của tôi là ăn chay để cứu địa cầu là hành động cấp bách và khả thi nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên quan tâm đến kỹ nghệ chăn nuôi, kỹ nghệ thực phẩm không chủ yếu và những thương mại liên hệ như chuyên chở, buôn bán sỉ và lẻ, phục vụ thức ăn và những ngành khác mà họ đã thiết lập lợi nhuận trong kinh doanh. Ảnh hưởng và sự thay đổi có thể rất lớn đối với họ. Cho dù chính phủ sẵn sàng đặt sự lưu tâm về kinh tế qua một bên, một số người có lẽ vẫn gặp khó khăn để đối phó với sự chuyển đổi trong lĩnh vực chuyên môn, đầu tư, thói quen của họ, v.v. Tôi xin hỏi sư phụ, làm thế nào để họ có thể bắt đầu một ngành nghề mới và sẵn lòng để thay đổi? Cảm ơn Ngài. Cảm ơn cô. Cảm ơn câu hỏi của cô. Và cảm ơn sự lưu tâm của cô đối với người khác. Đúng thật là chúng ta phải xét đến những người đang trong nghề mà cô vừa đề cập. Họ làm sao thay đổi đời sống của họ. Nhưng điều đó không khó. Trước nhất, chúng ta phải biết rằng chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài thay đổi. Chúng ta không có lựa chọn. Điều đó hay là địa cầu. Chúng ta thay đổi hoặc tất cả đều mất. Không còn chọn lựa nữa. Nếu không ngừng kỹ nghệ chăn nuôi và thói quen ăn thịt, thì chúng ta sẽ không thể cứu địa cầu được nữa, bao gồm cả họ và thương mại thịt của họ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải chọn giữa mạng sống của mình và nghề nghiệp. Chúng ta phải sinh tồn trước. Chúng ta phải nghĩ về toàn thể người trên địa cầu, không chỉ vài thương mại. Thật sự khẩn cấp như vậy. Biết về sự cần thiết quan trọng này, những người có công việc kinh doanh liên hệ đến kỹ nghệ thịt sẽ sẵn sàng thay đổi nếu họ được thông tin đúng đắn và biết rằng thay đổi lối sống và ngành nghề của họ là quan trọng đến cỡ nào. Họ có nhiều động lực mạnh thúc đẩy họ. Thí dụ, trước tiên là cứu địa cầu thoát khỏi đại họa khí hậu, cứu tất cả sự sống trên thế giới này. Nếu không ngưng lại, chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường tiến đến đại họa toàn diện về diệt vong tập thể, ảnh hưởng mọi người, dù là quý vị trong ngành nghề thịt, chuyên chở thịt, v.v. hay không, hoặc công việc liên hệ đến kỹ nghệ thịt. Thứ nhì, kỹ nghệ của chúng ta đang nói đến là thương mại rất xấu, không có lợi gì cho toàn thể địa cầu, cho mọi người. Thấy không? Đó là thương mại kém hữu hiệu nhất. Tiếng Trung Hoa chúng ta nói là lỗ vốn, có nghĩa là bị thất thoát tiền vốn. Kỹ nghệ thịt không phải là thương mại có lợi. Với phí tổn sản xuất rất cao về điện, nước và thóc lúa phải bị phí phạm để sản xuất cùng một lượng cái gọi là thực phẩm, nó có thể thay thế được và còn tốt hơn nữa. Chúng ta có thực phẩm tốt hơn thịt. Thí dụ, thưa cô, nếu không có trợ cấp cho thịt burger, cho kỹ nghệ thịt, nếu không có trợ cấp, nếu chính phủ không cho kỹ nghệ thịt bất cứ trợ cấp nào, trong mọi trường hợp,
thì một miếng thịt burger mà một số người ăn. Sản xuất bằng cách phá rừng riêng ở Ấn Độ sẽ bán với giá 200 Mỹ Kim. Không phải chỉ 99 xu như quý vị mua ở một số tiệm. Chẳng hạn, quý vị thấy sẽ tốn 200 Mỹ Kim, phí tổn thật của bánh mì burger thịt. Bây giờ ở Hoa Kỳ, thậm chí trước khi cúm heo tác động ngành chăn nuôi heo, kỹ nghệ nuôi heo đã thất thoát hàng tỷ Mỹ Kim. Mất hàng tỷ Mỹ Kim trong kỹ nghệ nuôi heo. Tại sao? Bởi vì họ không mua nổi ngũ cốc để nuôi gia súc. Do giá thực phẩm cao. Và giá thực phẩm đang ngày càng leo thang ngày nay. Vậy họ làm sao sống sót? Tiền thuế của vị nộp cho chính phủ. Chính phủ trợ cấp họ, đó là cách họ sinh tồn. Vậy đó là kinh doanh lỗ vốn. Đó là kinh doanh thua lỗ, tiếng Trung Hoa, có nghĩa là bị mất tiền vốn, nghĩa là buôn bán không khá. Khắp nơi, từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, chính phủ phải trợ cấp các nông gia chăn nuôi bằng cách trả tiền họ ít nhất hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho kỹ nghệ thịt. Và tiền từ đâu đến? Những người đóng thuế. Người đóng thuế, đúng vậy. Quý vị thật thông minh. Tiền của quý vị. Tiền của quý vị từ mồ hôi nước mắt mỗi ngày. Kiếm đồng lương quý báu mà chúng ta gọi là tiền. Để nuôi chính mình, chăm sóc gia đình, bảo vệ con cái và thân nhân, bạn hữu của quý vị, số tiền này đã bị đổ vào kỹ nghệ thịt, hầu để giữ họ sống còn. Và rồi khi quý vị mua vài miếng thịt, quý vị nghĩ hay quá, thật rẻ. Bánh mì burger, 99 xu, lạy Chúa. Rồi quý vị cứ đi tới tiệm bán bánh mì burger. Nhưng đó là tiền của quý vị đang ăn. Ừ, cũng được, nếu quý vị có thể ăn và vui vẻ, khỏe mạnh, thì điều đó cũng hợp lý. Nhưng không phải vậy. Bánh mì thịt burger này và thịt burger bò có chứa mọi phần của thú vật mà quý vị thậm chí không biết chúng từ đâu ra, và chứa đủ loại vi khuẩn, đủ loại bệnh tật, nguồn gốc sinh bệnh mà quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy nếu quý vị muốn có tài liệu. Nếu quý vị muốn tài liệu từ tạp san y học hoặc khoa học gia y học, họ sẽ cho biết tất cả điều này. Không những chúng ta trả rất nhiều tiền thuế vào những trợ cấp cho kỹ nghệ thịt, mà chúng ta còn trả rất nhiều tiền thuế cho việc nhập viện, cho việc chôn cất người thân của mình, cho sự đau lòng chúng ta phải chịu đựng cả đời vì mất đi một trong những người thân yêu nhất hay nhiều người thương mến. Cũng được, chúng ta không thể tránh việc sinh tử, nhưng có sự đau khổ ở giữa, trong bệnh viện, đâm, chọc, chích, máy thở nhân tạo, bình dưỡng khí, vân vân và vân vân. Tất cả những sự đau khổ không cần thiết này cho thân thể yếu ớt chịu đựng. Nếu tránh ăn thịt, chúng ta sẽ tránh mọi điều kể trên, tiền bạc cho bệnh viện, y dược. Không chỉ vậy, trước khi có được y dược, chúng ta làm càng nhiều thú vật đau khổ bằng cách thử nghiệm thú vật với việc cắt mổ sống, tiêm thuốc hóa học vào cơ thể thú vật, làm thú vật đau đớn, tra tấn không ngừng, chỉ để có được y dược mà chúng ta cảm thấy an toàn cho con người dùng, và rồi vẫn không an toàn cho con người dùng nữa. Tất cả đau khổ này và tất cả tiền thuế này, tiếp tục trả và tiếp tục. Và quý vị làm việc ngày đêm chỉ để kiếm đủ sống, chỉ để sinh tồn. Và tất cả tiền này đi vào khắp mọi hướng. Không giúp gì cho mình cả. Chỉ là lãng phí tài nguyên, tài chánh và sức lực quốc gia, sức khỏe và hạnh phúc của con người. Chỉ là lãng phí. Đây là thương mại rất tệ.
Như quý vị thấy, kỹ nghệ thuật rất tệ, vô cùng tai hại cho chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh có thể tưởng tượng, trong mọi khía cạnh có thể tưởng tượng. Bây giờ, nếu trợ cấp không được dùng để hỗ trợ cho họ, các nông gia trong kỹ nghệ chăn nuôi không thể kiếm đủ sống bằng thương mại của họ. Họ lẽ ra đã phá sản rồi. Cho nên tôi đề nghị chính phủ đừng trợ cấp gì thêm cho kỹ nghệ chăn nuôi nữa. Thay vì vậy, hãy bảo họ chuyển sang nông gia thuần chay. Bây giờ, ngoài mọi điều đó, đối với đại đa số công nhân trong doanh nghiệp thịt, đó cũng không phải là nơi làm việc an toàn. Đây là một trong những việc làm nguy hiểm nhất, với một số tỷ lệ cao nhất về thương tích và nhiễm hóa chất và bệnh tật như là cúm heo, cúm da cầm, vân vân. Và bệnh bò điên luôn luôn gây chết người, luôn gây tử vong. Bệnh bò điên cho tới nay thậm chí không chữa được. Bất cứ ai bị nhiễm bệnh bò điên, cuộc đời họ kết thúc. Bây giờ chúng ta phải tự hỏi mình, điều đó có đáng không? Điều này chưa kể ảnh hưởng trên giới tiêu thụ thịt trong phương diện mọi bệnh tật, ung thư, tiểu đường và vấn đề y tế, bệnh tim. Gần như mọi bệnh tật quý vị có thể nêu lên đến từ việc ăn thịt hay là liên hệ thịt. Do đó, nếu có lựa chọn tốt hơn để kiếm sống, có phải chúng ta sẽ chọn những điều giúp mình và người khác khỏe mạnh, thay vì một nghề khiến người ta và chính mình đau ốm và chết yểu? Quý vị nói phải hay không? Phải. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã đề nghị trước đây rằng chúng ta nên nói chuyện với nông gia, viết thư gửi họ, thậm chí từng người một đi tới họ nếu có thể được, và cố gắng chỉ cho họ thấy rằng có những thay thế tốt hơn như là trồng rau cải hữu cơ. Ngày nay, thực phẩm hữu cơ có nhu cầu rất cao, rất thịnh hành. Nhiều người hiện chuyển qua trần chay hoặc thuần chay, và mọi người đều biết rau cải hữu cơ rất lành mạnh. Quý vị thấy, nếu ăn rau cải hữu cơ, quý vị hiếm khi phải đi bệnh viện. Và tất cả tiền bạc chúng ta có thể để dành cho con cái học hành cao hơn, chăm sóc người già tốt hơn, và xây đường lộ đẹp hơn, có nhiều dụng cụ hơn, nhiều phát minh hơn, và dùng cho năng lượng bền vững, miễn phí cho mọi người, năng lượng miễn phí cho mọi người, giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em, y tế miễn phí cho tất cả người già, và thực phẩm miễn phí cho ít nhất 1 tỷ người đói trên thế giới. Lợi ích không dứt. Tôi có thể viết 10.000 quyển sách về lợi ích của trường chay và sự tai hại của kỹ nghệ thịt. Nhưng tôi để quý vị nghiên cứu đôi chút, bởi vì quý vị biết tất cả kỹ thuật tốt ngày nay với máy vi tính và tài liệu từ mạng điện toán. Cô đề cập rằng chúng ta cũng nên chăm sóc những người đã làm việc trong kỹ nghệ thịt và có thể khó cho họ thay đổi. Không phải vậy, không đúng thưa cô. Có nhiều người tự chuyển đổi thành nông gia hữu cơ hiện tại. Và ở Ái Nhĩ Lan, Bộ trưởng Nông nghiệp thậm chí viết thư gửi tất cả nông gia Ái Nhĩ Lan. Họ bảo họ hãy tự đổi sang canh tác hữu cơ, trồng rau cải, và chính phủ còn trợ cấp cho họ. Và ngay bây giờ, có một tỷ lệ rất lớn về những nông gia tự đổi sang canh tác hữu cơ. Tôi rất mừng cho Ái Nhĩ Lan. Bây giờ, nêu lên vài thí dụ khác để quý vị tham khảo. Có một nông gia nuôi heo người Hoa Kỳ đã từng có nhiều heo. Họ bị nhốt chặt chội trong một xưởng chăn nuôi dơ bẩn. Sau lần thăm viếng của tác giả thuần chay nổi tiếng John Robin, quý vị có lẽ biết ông ta, người thừa kế hãng kem lạnh nổi tiếng, và ông rời bỏ thương mại kem của cha, sự nghiệp hàng triệu Mỹ Kim, để đi vào chiều hướng thuần chay. Ông viếng trại nuôi heo này. Và rồi nông gia đó bỗng nhiên nhớ lại rằng lúc còn nhỏ, ông thật sự thương yêu một con heo như bạn thân và đồng hành của ông. Nhưng ông bị buộc phải từ chối và quên đi cảm giác thương yêu này do áp lực của gia đình và xã hội.
Quý vị biết, truyền thống nối nghiệp của cha. Nhưng sau khi nhận thức ra, ông không thể nào ngược đãi những con heo hiền lành thêm một giây nào nữa. Ông quyết định bỏ nghề. Cho nên, thay vì nuôi heo, ông mua một nông trại hữu cơ nhỏ và bán rau cải hữu cơ. Và ông làm rất khá, ông vẫn còn sống. Và tâm ông vẫn sống hơn bao giờ hết, tôi đoán. Có một chuyện khác và nhân tiện như việc làm phụ, ông mang 10 chú heo. Ông có 10 con heo nuôi mà ông giữ lại từ trang trại cũ và viếng các trường học thường xuyên để chỉ các em thấy heo thật sự thông minh và thân thiện thế nào. Để trẻ em sẽ không ăn thịt heo, chẳng hạn. Ông không những không còn nuôi heo nữa, mà còn đi vào chiều hướng ngược lại để bảo vệ thú vật. Và có một người chăn bò, ông ta là người Texas. Ở Texas, họ nuôi rất nhiều bò. Và đó là nơi phát xuất danh từ anh chăn bò. Ông sở hữu một trại nuôi bò lớn. Nhưng rồi bỗng nhiên ông thay đổi bởi vì ông bị ung thư từ việc ăn thịt. Sau khi tự chữa trị, chuyển sang ăn thuần chay. Hiện giờ ông chủ trương bảo vệ thú vật. Ông đi khắp mọi nơi thuyết trình, nói cho người ta biết sự thật. Sự thật không sai, sự thật tàn nhẫn và sự thật tồi tệ về chăn nuôi. Ông là người bảo vệ thú vật rất trung thành. Tên ông là Howard Liman, L-I-M-A-N-A, phải. Ông là người từ Texas. Ông đã một hoặc hai lần làm khách diễn giả trên truyền hình vô thần sư. Quý vị có thể tải xuống xem lại. Vẫn còn trong hồ sơ để tải xuống nếu quý vị muốn biết về ông ta. Và gần đây ở Ba Tư, có một nông gia nuôi bò sữa. Ông thậm chí viết kể cho chúng tôi chuyện của ông. Cũng quyết định rằng ông cần thay đổi nghề nghiệp để giúp địa cầu và lương tâm của mình. Cho nên ông muốn chắc rằng tất cả bò của ông được những gia đình tốt, an toàn nhận nuôi và sống có phẩm giá suốt cuộc đời còn lại. Và bây giờ ông làm việc tại một nhà hàng thuần chay. Còn một câu chuyện khác từ Đài Loan Formosa, nơi một nông gia nuôi heo chuyển sang thuần chay sau khi xem truyền hình vô thần sư và nhận thức rằng ông muốn bảo vệ môi sinh và tránh quả báo xấu cho mình và gia đình mình. Cho nên bây giờ quý vị biết ông ta làm gì không? Quý vị không biết. Được, ta nói quý vị biết. Ông giữ lại tất cả heo của ông làm thú cưng, như thành viên trong gia đình đến mãn đời. Và ông chuyển sang một loại nông nghiệp khác. Trong tất cả trường hợp này, những người trong cuộc đều làm ăn khá, thậm chí khá hơn trước kia nữa. Nhưng tôi đề nghị rằng tất cả những người giữ heo hoặc bò của họ làm thú nuôi, tôi nghĩ chúng ta nên trung tính hóa thú vật để không tiếp tục gây giống quá nhiều thú vật. Bởi vì rồi chúng ta lại sẽ trở về cùng vị trí như hiện tại, hoặc thậm chí tệ hơn nếu thú vật cứ sinh gấp bội. Cần rất nhiều can đảm vào lúc đầu để thay đổi sự nghiệp cả đời của họ. Nhưng tất cả đều bảo đảm rằng điều đó thật xứng đáng. Còn hơn là xứng đáng nữa. Xứng đáng vì sự tự do vĩ đại trong tâm hồn, trong tinh thần, hạnh phúc và sức khỏe cho gia đình họ nữa. Ngày nay, ngày càng có nhiều cơ hội tốt cho các nông gia, thương gia bán lẻ, nhà chuyên chở. Họ cứ làm như cũ thay vì chuyên chở heo. Họ chuyên chở rau cải hữu cơ, v.v. Hoặc các nông gia bán lẻ, họ có thể chuyển từ buôn bán thịt sang trồng trọt rau cải hữu cơ. Quay trở về phương pháp canh tác hữu cơ cổ truyền đã được chứng minh là thành công ở Phi Châu, chẳng hạn, và ở một vài nơi như Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Đại Lợi. Canh tác thuần chay hữu cơ phát triển rất mau và rất có lợi nhuận hiện tại. Bởi vì nhu cầu đang gia tăng, người ta được cho biết nhiều hơn về sự tai hại của thịt và được cho biết nhiều hơn về những lợi ích của thuần chay. Cho nên trồng rau cải thuần chay hữu cơ rất tốt. Cho bất cứ ai muốn chuyển đổi ngành nghề.
trên truyền hình vô thường xuyên. Chúng tôi cũng có trọn một mục về canh tác hữu cơ và trên mạng của chúng tôi nữa, suprimastertv.com. Trên mạng này, chúng tôi chia sẻ rất nhiều tài liệu về cách canh tác hữu cơ, rất có lợi nhuận, tốn ít nước hơn, ít công việc hơn nhiều và rất lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, cho nhân công và cho địa cầu nữa. Cho nên xin quý vị cứ tự nhiên vào xem và tự khám phá những lợi ích vô vàn của canh tác hài hòa. Đây là cao điểm để chúng ta bỏ đi ngành sản xuất thịt tai hại và không bền vững và tiến tới những cách kiếm sống nhân đạo hơn, văn minh hơn, hữu hiệu hơn, bền vững hơn, cụ thể là canh tác thuần chay hữu cơ, hoặc nhà hàng thuần chay, sản phẩm thuần chay, bán sản phẩm thuần chay, vân vân. Tất cả những gì liên hệ đến lối sống từ bi đều tốt cho quý vị và làm hài lòng thiên đàng. Và điều đó sẽ cứu vãn địa cầu. Không chỉ là thương mại tốt, nó sẽ cứu vãn địa cầu. Và nó sẽ cứu vô số mạng sống bây giờ và trong tương lai, bao gồm cả những người đã từng liên hệ trong ngành nghề thịt. Do đó, Đức Phật gọi bán thịt là một trong năm nghề mà mọi người không nên can dự vào. Quý vị có muốn biết bốn nghề nữa là gì không? Dạ muốn. Được. Buôn bán thịt là nghề xấu, rất xấu cho quý vị. Và bốn nghề kia là buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc. Tất cả kinh doanh có hại này không tốt cho quý vị. Bây giờ và tương lai, nếu tin vào hậu kiếp, nếu tin vào thiên đàng và địa ngục, quý vị nên chấm dứt ngành buôn bán thịt lập tức. Lẽ ra từ hôm qua, bởi vì không có gì tốt chờ đợi quý vị trong hậu kiếp, nếu quý vị gây đau khổ cho tha nhân, dù là người hay thú vật, quý vị sẽ bị đau khổ bội phần trở lại và trong một thời gian vô cùng dài. Nên thay vì vậy, những người trong kỹ nghệ thịt này nên gia nhập khuynh hướng thuần chay mà nó đã bắt đầu và khai triển rất lớn mỗi ngày. Tôi rất mừng để nói vậy. Cảm ơn quý vị. Ăn chay, sống xanh, trồng rau cải hữu cơ. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Cảm tạ sư phụ về quan điểm sâu sắc của Ngài về những lợi ích của canh tác thuần chay. Cảm ơn về câu hỏi. Cảm ơn đã có câu hỏi đầy khích lệ này. Và cảm ơn cô Phun về câu hỏi này. Đúng vậy, câu hỏi hay. Thật sự đầy khích lệ. Thưa sư phụ, vị khách danh dự kế tiếp là ông Chen Sun-yi. Ông Chen Sun-yi là bếp trưởng của ngân hàng HSBC, quản lý phục vụ thức ăn cho đa số ngân hàng HSBC, kể cả bữa ăn sang trọng cho ban quản trị tối cao của công thự chính, tổng cộng 5 đơn vị thương mại của HSBC. Kính chào sư phụ Thanh Hải. Tôi xin hỏi một câu. Nhiều người Hồng Kông tin rằng Hồng Kông là một nơi may mắn. Cho tới nay, dường như tất cả thiên tai như gió bão, mưa giông chưa tấn công Hồng Kông. Hơn thế nữa, người dân Hồng Kông rất hăng hái trong việc từ thiện, với hy vọng rằng bất cứ nghiệp quả nào đều sẽ được đền bù bởi những đóng góp nhân đạo. Thưa Vô Thượng Sư, điều này cũng sẽ áp dụng cho khí hậu thay đổi không? Cảm ơn Ngài. Chào bếp trưởng. Quả là một bếp trưởng lớn. Chúng tôi thật vinh dự là ông có mặt ở đây hôm nay. Cảm ơn ông. Cảm ơn sự hiện diện của ông. Tôi tin chắc những gì ông nói là đúng thật về phẩm chất từ thiện của người dân Hồng Kông. Bản thân tôi biết điều này khi tôi ở Hồng Kông nhiều lần. Và có lúc ở nhiều, nhiều tháng, tôi có để ý thấy người Hồng Kông là người rất sùng đạo, rất từ thiện, đúng vậy. Tinh thần rộng lượng và đạo đức có ảnh hưởng tốt cho đời sống chúng ta. Đồng thời, chúng ta nên ý thức rằng
có nhiều mức độ đạo đức và phước báo. Và sự bố thí cao nhất mà một người có thể ban tặng là món quà sự sống và tự do. Cho nên, nhất là vào thời điểm nguy kịch này trên địa cầu, điều cần có là một ý thức tâm linh hơn, là để cho muôn loài được sống, có nghĩa là ngừng sát sinh ở mọi cấp độ. Thưa bếp trưởng Chen, ta đọc thấy chính phủ Hồng Kông đã từ bi bãi bỏ án tử hình cách đây hơn 15 năm, vào năm 93. Cho nên bây giờ, người dân Hồng Kông chỉ cần khai triển lòng từ bi của họ đến những thú vật, thậm chí họ không hề phạm tội gì cả. Thú vật không phải là tội phạm. Vì vậy, chúng ta cũng nên bãi bỏ bản án tử hình cho tất cả thú vật và chuyển sang dinh dưỡng thuần chay, không thịt. Điều này sẽ cống hiến sự bảo vệ thật sự, tránh khỏi khủng hoảng khí hậu, bởi vì thuần chay không gây hại chúng sinh, và do đó mang lại công đức cao nhất, phần thưởng cao nhất của tất cả, và do đó giảm quả báo xấu một cách đáng kể. Ngoài ra, nếu là Phật tử, quý vị nhớ Đức Phật nói về giới đầu tiên. Điều đầu tiên mà một Phật tử không nên làm là không được sát sinh. Hơn nữa, qua việc tu tập hàng ngày nguyên tắc tâm linh gọi là ahimsa hay bất bạo lực, sự bố thí được tu dưỡng trong tâm một cách tự nhiên. Dù quý vị không cảm thấy rằng Hồng Kông cần trình độ đạo đức này, thưa bếp trưởng Chen, tôi tin chắc ông đã biết rằng một chứng bệnh như là cúm heo không dung tha bất cứ ai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người Hồng Kông, đồng thời đến từ sự sát sinh thú vật. Và khi nói đến hầm nóng toàn cầu, 70% nước uống cho Hồng Kông đến từ sông Đông, cơ bản đó là nước từ những sông băng đổ vào. Hàng vạn sông hồ trên khắp thế giới hiện đang khô cạn do hầm nóng toàn cầu và sông băng tan chảy. Vì vậy, đó chỉ là thời gian trước khi Hồng Kông cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sông Đông đang bị khô cạn. Biết được điều này, tốt nhất chúng ta nên áp dụng một lối sống. Nó sẽ phục hồi sự ổn định của môi trường chúng ta và lợi ích cho mọi chúng sinh trên thế giới. Đó chắc chắn là cách sống từ bi, bắt đầu với lối ăn thuần chay, không sản phẩm động vật. Cho nên, xin bếp trưởng hãy tham gia đại nghĩa cao cả này và chia sẻ với người khác, nhất là qua công việc của ông. Ngày nay có thật nhiều món ăn thay thế thịt được làm sẵn. Chúng ta chỉ cần nấu giống như cách nấu thịt, ngoài trừ thay thế miếng thịt đó bằng một miếng chất đạm chay, còn bổ dưỡng hơn chất đạm trực tiếp, thay vì gián tiếp qua thú vật. Do đó, tôi tin chắc ông có thể sửa lại các món ăn ngon của ông thành thuần chay. Nếu ông cần thêm bất cứ tài liệu gì, ông có thể lấy miễn phí từ suprememastertv.com/veg hoặc hỏi bất cứ hội viên của chúng tôi để giúp ông. Họ sẽ sẵn sàng phục vụ ông bất cứ lúc nào. Và rồi ông sẽ đóng góp cho giải pháp thật. Trên thực tế là giải pháp duy nhất thật sự hiệu quả vào lúc này để cứu thế giới và cứu 70% nước uống cho Hồng Kông. Không có nước, chúng ta sẽ ra sao, đúng không? Cho nên, cảm ơn ông về những câu hỏi quan trọng. Và cảm ơn ông là một bếp trưởng tốt. Cảm ơn Ngài, cảm tạ Sư Phụ. Cảm ơn ông Chen. Chúc ông vạn sự lành. Bây giờ chúng ta mời ông Peter Loy, là người thường trai và cũng là chủ bút của Tinh Lạc Quang và Á Châu Chỉnh Thể. Tôi có nghe về ông ta. Hoan nghênh ông Loy. Cảm ơn Ngài. Chào ông, xin kính chào. Câu hỏi là làm sao chúng ta có thể khơi dậy hy vọng và niềm vui qua hoạt động sinh thái. Tôi nghĩ điều tôi đang cố gắng đào sâu hơn là làm sao chúng ta biến việc này thành một quyết tâm lâu dài hơn. Tôi có thể chọn làm vậy ở trong cương vị cá nhân, nhưng làm sao tôi chuyển đạt điều đó cho người khác.
như là hình thức quan sát sâu hơn về thay đổi văn hóa trở thành trường chai này. Cảm ơn Ngài. Vâng, thưa ông Lord, cũng cảm thông là ông quan tâm như vậy. Điều này có vẻ mới. Khuynh hướng thuần chay này mới lạ đối với nhiều người, thậm chí mới với các viên chức chính phủ nữa. Vì vậy, chúng ta chỉ cần làm những gì mình có thể. Ông có thể sao chép nhiều tài liệu liên quan đến ảnh hưởng tai hại của lối ăn thịt và những lợi ích của thuần chay, và sao lại tài liệu in ra và gửi đi, hoặc gửi qua điện thư cho bất cứ ai ông biết, hoặc gửi đến chính phủ, cho các đoàn thể, cho các nông gia, vân vân. Nhưng tôi rất mừng khi thấy rằng ông đã là một tấm gương từ bi, rằng ông là người thuần chay. Đối với người Tây Phương cũng không dễ lắm. Họ đã quá quen được nuôi từ nhỏ và tin vào chất đạm động vật, không dễ dàng lắm cho ông. Tôi rất hãnh diện về ông và rất khâm phục. Và thậm chí ông là một phần của giới truyền thông khẳng định, làm tôi thán phục còn nhiều hơn nữa. Thật tuyệt vời. Xin tiếp tục công việc của ông. Thượng Đế gia trì ông vì việc làm sao khơi dậy hy vọng và niềm vui qua hoạt động cho môi sinh. Là thế này, như tôi đã nói, tôi hiểu rằng có rất nhiều tin về môi sinh và sinh thái không tốt lắm do những ảnh hưởng của hầm nóng toàn cầu ngày nay. Chúng ta nghe nói sông băng tan rã, nước trở nên khan hiếm, thực phẩm càng thiếu hụt, giá thực phẩm tăng cao, với trên 1 tỷ người bị đói mỗi ngày, loài vật bị tuyệt chủng và nhiều loài biến mất vĩnh viễn, vân vân và vân vân. Có thể dường như quá ngập tràn, nhất là nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ là một người và vấn đề quá rộng lớn. Xin an tâm, thưa ông Lôi. Mặc dù thời gian đang sắp hết, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để cứu địa cầu xinh đẹp này và phục hồi nó trở về nét rực rỡ nguyên thủy, hoặc còn hơn nữa nếu tất cả chuyển sang thuần chay. Ông đã là hiện thân cho chính giải pháp cần thiết cho thế giới rồi. Như đã được đề cập, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng hơn 50% khí thải đang làm nóng địa cầu là đến từ kỹ nghệ chăn nuôi. Không phải 18%, 18% là đánh giá quá thấp. Đó chỉ là ước lượng ban đầu từ Liên Hiệp Quốc. Hiện giờ, bằng chứng tài liệu cho thấy rằng kỹ nghệ chăn nuôi gây ra trên 50% khí thải. Tôi tin chắc còn cao hơn. Nhưng đây có vẻ là một tường trình dè dặt. 50% khí thải nhà kính đang hâm nóng địa cầu. Đặt đời sống chúng ta vào nguy hiểm. Đặt thế giới vào tình trạng hiểm nghèo, bị diệt chủng tập thể. Bởi kỹ nghệ chăn nuôi. Xin nói với mọi người biết điều đó. Những ai quý vị có thể, hơn 50%, quý vị có thể tưởng tượng không? Nếu chúng ta chấm dứt kỹ nghệ thịt, 50% yếu tố hầm nóng không còn. Rồi nếu chúng ta chuyển sang dinh dưỡng thuần chay hữu cơ, thì hơn 40% tháng khí sẽ được hấp thụ lập tức từ bầu khí quyển. Bởi phương pháp trồng trọt thuần chay hữu cơ. Quý vị hiểu ý tôi không? Rồi chúng ta sẽ cười vui. Chỉ một thay đổi nhỏ. Tôi không biết điều đó có thể khó ra sao. Chỉ để thay thế một miếng thịt bằng một miếng đậu hũ hoặc một miếng chất đạm rau cải. Trông cũng giống vậy, thậm chí ngon hơn, lành mạnh hơn, rẻ hơn trong mọi cách. Tốt cho sức khỏe của mình, cho nên xin hãy phổ biến tài liệu này qua truyền thông. Giải pháp ở trong tầm tay của mỗi một người chúng ta. Điều đó đơn giản để từ bỏ sản phẩm động vật và trở thành thuần chay. Một thay đổi nhỏ, không gì quan trọng, như tôi đã đề cập nhiều lần trước đây. Điều này không tốt để nói, nhưng tôi phải tạo một sự so sánh. Nếu chúng ta lên án những người nghiện ma túy, rượu, các sản phẩm thuốc lá, rằng họ không thay đổi được, không thể ngưng,
Chúng ta phải tự lên án mình trước bởi vì ma túy, sản phẩm thuốc lá hay rượu. Không có thứ gì khác để thay thế chúng được như vậy. Tôi không cố nói những thứ đó là tốt, nhưng không có gì khác để thay thế cho sự nghiện rượu, nghiện các sản phẩm thuốc lá hoặc ma túy. Người nào nghiện ba chất này, ma túy, rượu và các sản phẩm thuốc lá, vì họ không tìm được những chất để thay thế khác, cho nên khó cho họ bỏ, và những chất này khó tự bỏ hơn. Nếu chúng ta không thể ngừng ăn thịt, là món có thể thay thế bằng nhiều món khác tốt hơn, ngon hơn, rẻ hơn, tốt cho sức khỏe, cứu địa cầu. Nếu chúng ta thậm chí không bỏ được miếng thịt, thì chúng ta không thể lên án người nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc nghiện các sản phẩm thuốc lá, ngay cả nhà sản xuất chúng. Nếu muốn làm cho ma túy, rượu, các sản phẩm thuốc lá đều là bất hợp pháp. Giới hạn việc sản xuất và bán, chúng ta cũng phải bắt đầu với thịt ngay bây giờ. Bởi vì thịt thậm chí tệ hơn tất cả những thứ kia. Tất cả ba điều kia, tôi rất tiếc nói vậy. Nếu có xúc phạm ai, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng lối sống của tôi là nói sự thật bằng mọi giá. Cho dù người uống rượu, có lẽ họ hại bản thân họ, gây rắc rối cho gia đình, gây tốn kém một số tiền thuế để nhập viện. Trường hợp tệ nhất, thậm chí có thể gây tử vong chai đó trên đường phố vì lái xe khi say rượu. Điều đó ảnh hưởng một nhóm nhỏ người, phải không? Với ma túy cũng vậy, với các sản phẩm thuốc lá cũng vậy, phải không? Ảnh hưởng một nhóm nhỏ người, nhưng việc ăn thịt ảnh hưởng toàn thế giới, ảnh hưởng toàn địa cầu, giết chết đời sống của mình, giết chết địa cầu, và dẫn địa cầu đến sự hủy diệt hoàn toàn. Nếu chúng ta không ngừng thịt. Cảm ơn ông, cảm tạ sư phụ. Đây thật sự là một giải đáp đầy khích lệ cho chúng ta, để biết ăn thịt nguy hiểm thế nào. Phải nguy hiểm, cảm ơn ông Lloyd. Ăn thịt nguy hiểm, còn hơn ma túy, hơn cả rượu, hơn cả thuốc lá. Do đó, ta đặt thịt là sát thủ số một, và ba chất kia đứng sau. Dĩ nhiên, chúng ta còn nhiều thứ nữa cần phải đối phó, nhưng bốn chất này là sát thủ tệ nhất trong tất cả. Nếu muốn cứu mạng sống của mình và địa cầu, chúng ta phải dẹp sạch những thứ này. Xin cảm tạ Ngài, cảm tạ Sư Phụ. Cùng cảm ơn quý vị. Vị khách danh dự kế tiếp là cô Natalie Wong, giáo viên trường tiểu học. Hoan nghênh. Kính chào Sư Phụ Thanh Hải. Chào cô. Tôi xin hỏi, ngày nay có rất nhiều rau cải và trái cây có chứa gen động vật. Trong trường hợp này, có ảnh hưởng gì nếu người ăn chay tiêu thụ loại rau cải hoặc trái cây này? Ý cô nói GMO, thực phẩm bị biến đổi di truyền, phải không? Vâng, thưa sư phụ. Hiểu rồi, điều này không tốt lắm, phải không? Cảm ơn cô về câu hỏi sâu sắc và sự quan tâm của cô. Cô nói đúng. Cũng có một sự liên hệ rất trực tiếp giữa việc tiêu thụ thịt và cúm heo và đa số bệnh tật khác của con người. Tương tự, nếu chúng ta cho thành phần động vật vào sản phẩm rau cải, nó sẽ ảnh hưởng chúng ta trong nhiều cách. Tôi nghĩ chúng ta không nên xem vào quy luật thiên nhiên của nghiệp quả, vì mỗi hành động mang lại một phản ứng ngang bằng. Điều này nghĩa là nếu chúng ta không hại chúng sinh khác, trong trường hợp này là ăn thuần chay, thì không gì sẽ hại đến mình. Nhưng nếu chúng ta giết, chúng ta sẽ bị giết. Nhưng sự việc là ngày nay, nhiều người cố gắng làm cái gọi là thực phẩm bị biến đổi di truyền. Do đó, có khi chúng ta ăn thực phẩm chay và thậm chí không biết rằng có chất động vật trong đó. Điều đó ảnh hưởng chúng ta. Có ảnh hưởng. Nếu đó là ý cô muốn nói, nó có ảnh hưởng chúng ta. Không chỉ từ quan điểm thể chất mà còn về tâm linh. Nói theo khoa học, thịt được liên kết với đủ loại bệnh tật như là chất mỡ xấu, mập phì, bệnh tim và đột quỵ. Việc tiêu thụ thịt giờ đây đã được liên kết với nhiều loại ung thư và thậm chí đã được cho thấy là trực tiếp gây ra ung thư, như là ung thư ruột kết, v.v.
Vì vậy, nếu đặt thịt hay chất động vật nào vào rau cải, ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ bị những ảnh hưởng tương tự. Tôi nghĩ chúng ta không nên xen vào thiên nhiên và đóng vai Thượng Đế. Bất cứ gì thiên nhiên đã cống hiến cho chúng ta, như vậy là đủ tốt. Chúng ta chỉ nên biết ơn và giữ theo cách đó. Bởi vì nếu làm xáo trộn, chúng ta có lẽ nhận hậu quả nhiều hơn mình dự tính. Có thể có nhiều bệnh nan y hơn đến từ GMO mà chúng ta thậm chí chưa biết sẽ xảy ra. Hiện tại, cho dù chúng ta chỉ ăn thịt bình thường, mà đã có nhiều bệnh nan y như vậy rồi, nếu chúng ta lẫn lộn nó với rau cải, có lẽ chúng ta sẽ có thêm nhiều bệnh nan y hơn và thêm nhiều bệnh lạ kỳ mà chúng ta thậm chí cũng không biết làm sao đối phó trong tương lai. Vì vậy, tốt hơn là theo phương pháp canh tác thuần chay hữu cơ. Cảm ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ngài về lời khuyên. Và cảm ơn cô Natalie. Cảm ơn quý vị.